Chào các bạn, tôi là Bùi Duy Tâm. Trong video này tôi sẽ trình bày cách thao tác với cái thẻ file. Thì trong đó có vấn đề quan trọng là bảo vệ bảng tính và cách chúng ta in ấn một cái tệp Excel như thế nào. Thì có một số lệnh thông thường thì nó cũng giống như là Word hay là PowerPoint. Tức là cái thẻ file này nó có cái mục là File New là mở một cái tệp mới, File Open là mở một cái tệp đã có, File Save và ghi tệp đang mở. Đấy. Và nếu mà cái tệp mà lần đầu ghi thì là đòi hỏi chúng ta khi save mà thì chúng ta phải đặt tên cho tệp. Nhưng nếu tệp đã có một cái tên rồi thì khi mà save mà thì máy nó chỉ đơn thuần là nó save và ghi lại cái tệp với cái tên cũ sau khi chúng ta đã sửa đổi. Thế file CVE là đổi tên tệp đang mở và ghi lại, thì chúng ta trường hợp này chúng ta có thể đổi tên được. File close là đóng cái tệp đang mở. Đóng cái tệp đang mở nếu mà chúng ta cái tệp đó chúng ta có sửa chữa thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là có ghi vào không. Còn không thì nếu mà chúng ta đã ghi rồi thì nó đóng tệp đang mở nhưng mà không thoát khỏi Excel. Mục thứ hai là mục bảo vệ bảng tính. Mục bảo vệ bảng tính thì chúng ta có thể là bảo vệ toàn bộ cái workbook, toàn bộ cả cái sổ tính cũng được. Thì chúng ta có thể đặt mật khẩu cho việc mở tệp đấy, và mật khẩu để sửa. Rồi cách gỡ mật khẩu như thế nào? Thì bây giờ tôi sẽ trình bày cách bảo vệ toàn bộ một cái workbook và chúng ta sẽ bảo vệ như thế nào. Ví dụ bây giờ chúng ta mở cái workbook này thì nó có hai cái bảng tính. Đây là một cái bảng tính. Thế bây giờ muốn đặt mật khẩu cho toàn bộ cái workbook này thì chúng ta sẽ làm như này. Chúng ta file này. Thế sau đó chúng ta CVE chọn Browse. Thế ở đây thì nó có cái mục Tool này. Chúng ta nháy vào đây, chọn General Option. Đấy. Thế ở đây có hai cái là như thế này. Chúng ta cho password để mở. Ví dụ như là tôi sẽ đặt 1 2 3 4 5 6. Thế còn cái password để chúng ta sửa được modify là A B C D E G A B C D E G đấy. Thế ở đây thì chúng ta ok. Sau đó chúng ta lại vào lại cái password đấy, để chúng ta mở 1 2 3 4 5 6. Ok. Tiếp theo để modify là A B C D E G. Ok. Xong chúng ta save. Đấy, thì ở đây nó nhắc là tức là cái tệp này chúng ta nó đã tồn tại. Bạn có thể là ghi đè chứ tức là cái tệp nãy là chưa có password, bây giờ tạo một cái tệp vẫn tên như thế, chúng ta ghi đè lên cái tệp cũ, hoặc chúng ta có thể là thay thay tên nó đi. Đấy, ví dụ bây giờ tôi thay tên này, thay tên cho nó tên khác, thêm vào đây là có mật khẩu. Tệp này là có mật khẩu.
Đấy, tên tên như thế và có mật khẩu save. Đấy. Như vậy, bây giờ tôi mở cái tên, đóng cái này lại. Và bây giờ mở cái tệp có mật khẩu. Đấy, thì bây giờ nó đòi chúng ta cái mật khẩu ở đây. Đòi mật khẩu của chúng ta là đầu tiên là cái mật khẩu để mở 1 2 3 4 5 6. Ok. Đấy. Thế bây giờ mật khẩu để chúng ta sửa là A B C D E F. Đấy. EG là bây giờ ta vào thế thì như vậy là chúng ta vào được chúng chủ nhân chúng ta vào được, còn nếu không chúng ta không thể vào được ở đây để chúng ta sửa chữa. Đấy. Chúng ta có thể là đấy, như vậy là chúng ta sửa được, chúng ta vào được và chúng ta sửa được, thì đấy là chủ nhân, thì chúng ta biết được mật khẩu thì chúng ta sẽ làm được mọi động tác với cái tệp ấy. Thế xong đó chúng ta thoát. Cái người khác thì dứt khoát không mở được. Ví dụ bây giờ chúng mở cái mật khẩu này. Đấy, chúng ta không biết mật khẩu này, chúng ta gõ linh tinh thì là không thể nào mà vào được. Đấy, thì nó báo là người khác không không thể nào mở được cái tệp đó. Thế bây giờ đây trình bày làm nào mà cách gõ mật khẩu được. Đấy, bây giờ là muốn muốn gõ cái mật khẩu này cho nó đỡ rắc rối, nhiều khi muốn gõ. Đấy, thì chúng ta sẽ làm như này. Muốn gõ thì đầu tiên thì chúng ta phải mở cái tệp nó ra. Đó. 1 2 3 4 5 6. Rồi cái mật khẩu để sửa A B C D E G. Đấy. Thế khi mà mở được rồi này là chúng ta phải mật khẩu. Thế sau vào đây chúng ta sửa đi này. Bro. Đấy. Bro, sau vào tool General Option. Chúng ta xóa cả hai cái mật khẩu đi, đơn giản là xóa này sau ghi lại thôi. Sau xóa sau ghi lại. Ok. Đấy, sau đó thì chúng ta save vào lại. Xây lại và ta ghi đè cái tệp đấy, cái tệp vừa rồi tức là cái tệp có mật khẩu, tôi ghi đè vào cái tệp có mật khẩu nó sẽ mất đấy. Như vậy bây giờ cái tệp có mật khẩu này chúng ta mở nó sẽ vào ngay được, chúng ta không có mật khẩu nữa. Thế đấy là cách gõ mật khẩu. Đây, ta trở lại cái tệp ở trước không dính dáng gì đến mật khẩu là cái tệp này. Này. Cái tệp này, thế bây giờ ngoài cái mà đặt mật khẩu cho toàn bộ cái workbook thì chúng ta có thể là còn đặt mật khẩu cho một cái trang tính thôi. Cho một trang tính, ví dụ như cái trang tính này. Đấy, ta đặt mật khẩu cho nó. Ta đặt mật khẩu cho nó. À, cái trang tính là không sửa được. Đấy. Nhưng mà copy được thì chúng ta nháy phải chuột lên tên của sheet đó. Đấy, ví dụ như là cái trang tính này, thế bây giờ nháy phải chuột lên này, chúng ta mục protect sheet này thì ở đây nó có mấy cái này. Ở đây nếu chúng ta cho phép người ta copy, người ta lựa chọn thì cho phép đây select này, select locked cell và select unlocked cell. Đấy, thì người ta có thể là copy được,
Thế và đây chúng ta đặt nó một cái mật khẩu để bảo vệ cái trang tính này. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, ok. Đây lại nhập lại một lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Đấy, như vậy xong. Xong. Đấy, cái trang tính này bây giờ chúng ta tắt đi. Bây giờ chúng ta tắt đi này. Ghi lại. Đấy. Thế bây giờ chúng ta mở ra. Mở cái tệp này ra. Thế thì cái này đây, chúng ta không thể gõ được. Đấy. Không thể gõ được bất kỳ chỗ nào ở đây không gõ được. Ví dụ vào cái ô này, chúng ta gõ A, B, C. Đấy thì không được. Rồi ở ngoài cũng thế, gõ B, C cũng không được. Đấy. Vì cái trang tính này nó được bảo vệ. Nhưng mà ở đây vì cho phép là có thể copy được, cho nên là tôi vẫn có thể copy nơi khác được. Ví dụ như này, cái bảng tính này, cái bảng này tôi vẫn có thể copy nơi khác được. Tôi ấn Ctrl C. Đấy, ấn Ctrl C sang một cái trang khác. À, copy thì nó vẫn sang. Đấy, nó vẫn sang. Đấy, nó vẫn sang được bên này. Nhưng bây giờ lại không cho phép người ta copy nhưng mà vẫn khóa thì làm như thế nào? Đấy. Thế thế bây giờ mới giải khóa cái này đi. Giải khóa cái này là chúng ta nháy phải chuột vào tên này. Sau ấn Protect Sheet. Đấy, vào cái password nãy là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Đấy, thì như vậy là chúng ta bây giờ gõ được. Đấy, bây giờ gõ được A, B, C. Nó chấp nhận. Như vậy là cái sheet này bây giờ không khóa. Thế bây giờ tôi khóa ở cái chế độ là không cho copy nữa. Tức là không lựa chọn được nữa. Thì không thể copy được. Thế thế bây giờ làm như nào khóa kiểu ấy? Chúng ta nháy phải chuột vào cái tên này, Protect Sheet này. Thế thế chúng ta vào mật khẩu 1 2 3 4 5 6 vào mật khẩu mới này. Chúng ta bỏ cái chỗ select local cell và select un local cell. Sau ok là được. Thế lại vào lại mật khẩu 1 2 3 4 5 6. Ok. Đấy. Như vậy bây giờ cái này được bảo vệ. Bây giờ tôi gõ cái số mới ở đây không được, 1 2 3 không được. Đấy. Và tôi copy. Đây tôi nháy ấn và giữ nút trái chuột, tôi kéo chuột nhưng mà nó không thể nào mà đánh dấu khối ở trên này được và không copy được đi nơi khác cái sheet này, cái thành phần trong sheet này. Thế thế đấy là cái đấy là một cách mà người ta cũng rất hay dùng để bảo vệ một cái bảng tính. Không biết mật khẩu thì không thể copy được. Thế muốn trở lại bình thường thì ta lại phải bỏ đi thôi. Nháy nháy phải chuột un protect sheet này. Chúng ta vào lại mật khẩu 1 2 3 4 5 6. Ok. Đấy, thì lúc này ta lại nhập được. Đấy, nhập vậy được bình thường. Và chúng ta đánh là cho chuột đánh dấu khối một cái vùng ô là được. Thế đấy là cái phần bảo vệ bảng tính một sheet, không sửa được, không copy đi nơi khác được, không lựa chọn được, không copy được. Thế bây giờ sang đến cái vấn đề in ấn là dùng cái thẻ file này sau lệnh print. Chúng ta chọn sheet cần in này, chọn in dọc hay ngang giấy, khổ giấy, các lề trang, in ra giấy hay in ra tờ PDF. Có thể chúng ta cài các cái phần mềm PDF thì nó sẽ in ra được cái tờ PDF. Ví dụ như thế này. Bây giờ đây là một cái bảng rất dài. Cái bảng rất dài.
Thế bây giờ là in cái này ra ra giấy được. In ra giấy được. Ở đây là tôi sẽ in ra tệp PDF. Đấy, sau mang cái tệp PDF đó in này, thì đâu cũng được. Thế bây giờ tôi đây chọn cái sheet này là cái sheet mà đang làm việc. Đấy, nháy file này. Sau đấy print. Chọn cái mục print. Print thì ở đây có cái lựa chọn là print active sheet, tức là cái sheet mà chúng ta đang làm việc. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể chọn là toàn bộ cái workbook, cái sổ tính. Hoặc chúng ta có thể chọn là chỉ một cái vùng cần in thôi. Chúng ta chọn đây. Đấy, chọn đây. Thế, thế sau đó, đấy là trước tiên là chọn ở vùng này và chọn từ trang mấy đến trang mấy nữa. Thế ở đây nếu mà chúng ta có máy in thì chúng ta chọn là cái máy in. Đấy. Chọn ra một cái chọn cái máy in. Đấy. Ở đây thì là tôi in ra cái print PDF. Tiếp theo là chọn hướng. Hướng ở đây thì là có hướng dọc và portrait là cái landscape. Là cái trên là dọc, cái dưới là ngang, chọn chọn khổ giấy A4, các loại khổ giấy. Đấy, chúng ta có thể letter này, A4 này. Đấy. Thế rồi chọn là các cái lề. Đấy, 4 cái lề của chúng ta. À. Top là 0,75 inch nhỉ. Top và bottom này. Left right là 0,7 inch này. Đấy. Header 0,3 inch, header footer. Đấy. Thì đấy là những cái mà chúng ta chọn. Thế chúng ta có thể vào vào cái page setup. Page setup đây thì là chọn có thể chọn chi tiết hơn. Đấy, khổ giấy này, hướng này, rồi đến các cái lề này. Đấy, cái header footer có thể thêm này. Đấy, đây là chọn là sheet nữa. Ở đây có thể chọn là sheet là in theo cột, là hết cái cột này đến cột kia, hoặc là in là theo chiều ngang này một trang giấy, sau lại theo sau lại xuống cái phần này, phần thứ hai nó sẽ cắt bảng tính theo cái chiều như thế. Ở đây tôi sẽ in theo cột. Đấy, hết cái cột thứ nhất thì đến cột thứ hai. Ok. Thế, thế sau đó thì chúng ta in ở đây in tất không cần gì cả. Thì chúng ta chọn print. Ở đây còn có thể chọn được có nhiều bản copy nữa. Ở đây tôi in ra tập PDF này nên tôi sẽ print. Print thì chúng ta đều phải chọn cho nó một cái thư mục. Ở đây chọn thư mục này và cho nó một cái tên là tập PDF này. Đấy, bắt đầu như vậy. Như vậy nó in xong. Đây in là tập PDF. Đấy. Tập PDF này. Đây được 6 trang, sau đó tiếp trang nữa. Trang 2 này. Đó. Trang 2 rồi trang 3. Đấy. Trang 4. Trang 6 ở cuối. Trang 6 này. Đấy, như vậy chúng ta được được là như vậy là in được rất nhiều trang. Thế thì cái tập này chúng ta có thể là hoàn toàn là chúng ta mang ra máy in, chúng ta in được, mang ra máy in được đó. Thế như vậy là tôi đã trình bày tất cả các cái mục của cái bài hôm nay, là thao tác với thẻ file này, các lệnh thông thường, bảo vệ bảng tính và in các cái bảng tính thì in như thế nào. Cái bài này, bài 14 này tôi trình bày đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào các bạn.